Quý vị đang theo dõi đài Việt Radio 1560 AM. Quý vị như đã nghe tường trình về cái hành trình tuyệt thực của anh Trần Huỳnh Dĩ Thức đến ngày hôm nay, đã bước sang ngày thứ 33 rồi. Được biết thì hôm nay có một nhóm các anh chị em yêu nước đã đến tại trại giam số 6 để mà đồng hành cùng anh. Trong đó thì có chị Nguyễn Thị Thúy Hạnh. Tường Minh đã liên lạc với chị Nguyễn Thị Thúy Hạnh rồi. Tường Minh xin chào chị Hạnh. Xin chào. Dạ vâng, chị Hạnh ơi, bây giờ là chị các anh chị đang trên đường đi về phải không ạ? Vâng ạ, chúng tôi đang trên đường từ trại giam số 6, đi khỏi trại giam số Dạ vâng, ngày hôm nay thì quý anh chị đến đó thì tình hình nó như thế nào thưa chị? Chúng tôi đến từ lúc 12 giờ và gặp gỡ gia đình anh Trần Huỳnh Duy Thức được khoảng hơn 2 tiếng đồng hồ trước khi gia đình vào cổng trại. Thì khi mà gia đình vào cổng trại thì chúng tôi đợi ở ngoài, thì cái quang cảnh bên ngoài rất là kinh khủng, nghĩa là họ bố trí dân phòng rồi an ninh mặc thường phục hay gì thì chúng tôi không biết, nhưng mà rất là đông và rất nhiều gia đình là không, cũng đến thăm thăm người thân, người tù, người thân, nhưng mà không được vào vì họ phải đợi đợi hết ở ngoài, chắc là để chờ gia đình anh Thức vào thăm xong hay thế nào không biết, nhưng mà họ bị dừng lại không được vào thăm. Cho đến tận lúc 4 giờ chiều chúng tôi thì họ mới bắt đầu mới lại được đi vào trong trại để thăm người nhà. Thì chúng tôi đợi ở ngoài không có, bình thường chỉ vào đến 30 phút ra thôi, nhưng mà chúng tôi đã đợi từ 2 giờ cho đến 4 rưỡi không thấy, và đến gần 5 giờ thì mới gọi được gia đình, thì mới gọi được vào điện thoại, mới, lúc đấy điện thoại mới mở máy và gia đình anh Thức mới ra khỏi cổng trại, thì mới được biết là cái cuộc gặp hôm nay là bất thành. Bởi vì cái sự đối 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 xử rất là phi lý của họ với cả phía gia đình anh cũng như là về với anh Thức khi mà hai hai bên gặp nhau. Và gia đình thông báo là anh Thức vẫn tiếp tục tuyệt thực. À, dạ vâng, chị có nghe tin tức về cái chuyện gặp của gia đình của anh Thức với lại anh Thức thì nó diễn ra như thế nào thưa chị? Gia đình gặp nhau như thường lệ, lẽ ra là có thể nói chuyện bình thường, nhưng mà vừa mới gặp chưa kịp chào hỏi thì họ đã yêu cầu là không được nói bất cứ một nội dung gì khác, chỉ được họ yêu cầu là không được nói gì gì với những cái câu chuyện gì ở bên ngoài cả, mà chỉ được chào hỏi thôi. Thì anh Thức đấu tranh và họ nhắc là chỉ được nói đúng vào nội dung, thì anh Thức căn vặn lại họ là nội dung gì. Thì họ khi mà anh Thức đang hỏi họ, bởi vì họ cái đòi hỏi của họ rất là phi lý, thì anh Thức hỏi lại họ như vậy thì họ lôi anh Thức đi. Và gia đình vẫn ngồi lại chờ, kiên quyết đấu tranh để yêu cầu đưa anh Thức trở lại. Nhưng mà trước khi mà họ lôi anh Thức đi thì anh Thức có thét lên là lẽ ra hôm nay là tôi tuyên bố ngưng tuyệt thực, nhưng mà vì những cái sự vô lý này, vì những cái sự vi phạm pháp luật này thì tôi sẽ tiếp tục tuyệt thực. Thì hai người chị gái và em và con gái của anh Thức vẫn kiên quyết ngồi đấy yêu cầu phải đưa anh Thức trở lại cuộc gặp, nhưng mà họ kiên quyết không 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 chấp nhận cái yêu cầu đấy, và gia đình vẫn cứ ngồi ngồi từ lúc gần 3 giờ cho đến gần 5 giờ thì họ đã dùng biện pháp là cưỡng chế ba người phụ nữ ấy ra khỏi cái trại giam. Dạ vâng, thì cái điều hết sức là phi lý. Tuy nhiên, cái đây cũng đặt ra một cái câu hỏi là có phải liệu là họ đã cố tình làm như vậy để chọc tức cho anh Thức tiếp tục tuyệt thực không thưa chị? Tôi cũng vừa mới nói chuyện với anh Hải Điếu Cày, anh Điếu Cày, thì anh Điếu Cày bảo có vẻ như lặp lại đúng cái kịch bản của anh Điếu Cày ngày xưa, họ gây sức ép, họ làm đủ thứ để cho mình phải thất bại. Còn cái việc mà họ cố tình để cho mình
tiếp tục là tuyệt thực hay không thì tôi cũng chưa chưa hình dung được ra, nhưng mà đây là một cái hành động, đúng là một hành động khiêu khích, một cái hành động chà đạp lên nhân quyền, một cái hành động thách thức dư luận trong nước cũng như là dư luận trên thế giới. Và cái điều này cũng là một cái việc, cái cũng như là một cái lời tuyên bố, gián tiếp tuyên bố của họ là họ sẽ tiếp tục đàn áp anh Trần Huỳnh Duy Thức ở trong tù. À, thưa chị, có vẻ như là Cộng sản Việt Nam ngày nay bất chấp tất cả mọi dư luận quốc tế, những cái sự can thiệp của quốc tế, họ không còn quan tâm nữa. Như vậy liệu chúng ta có nên đổi cái chiến thuật đấu tranh của chúng ta hay không, thưa chị? Cho đến lúc này thì tôi cũng chưa thể phát biểu được cái gì rõ ràng về cái vấn đề đó, mà tôi chỉ biết rằng càng ngày họ càng tráo trở, càng thách thức, càng tàn ác thêm đối với nhân dân nói chung và đặc biệt đối với những người bất đồng chính kiến. À, thưa chị Hạnh, thì ngày hôm nay quay trở lại với nhóm của chị đã đi đến để đồng hành cùng với anh Thức ở trước trại giam số 6. Thì quý anh chị gồm có những ai? Chúng tôi gồm có tôi là Nguyễn Thúy Hạnh, và anh Huỳnh Ngọc Chênh, anh Nguyễn Tường Thụy, anh Trương Văn Dũng và anh Hà Thanh, cùng với cha Linh Mục Nguyễn Đình Thục và cha Linh Mục Ngô Năng. Hai cha ở đi cách 100 cây số từ giáo xứ của cha đến trại giam số 6 để đồng hành cùng gia đình. À, thưa chị, thì nhóm của chị khi đến ngay chỗ trại giam số 6 thì có bị sách nhiễu đàn áp, có bị công an hỏi gì không không thưa chị? Khi chúng tôi đỗ xe thì họ yêu cầu chúng tôi đỗ xe ra chỗ khác, và bởi vì chúng tôi chỉ có ngồi trong xe thôi nên là họ không đàn áp chúng tôi, nhưng mà tất cả cái thái độ, nét mặt, thái độ và cái số lượng người có mặt tại cổng trại giam hôm nay cho thấy rằng là họ sẽ sẵn sàng đàn áp nếu như chúng tôi có hành động gì đấy dương biểu ngữ hay khô hô khẩu hiệu hay gì. Tất cả những cái trạng thái, cái hành động của họ, cái tư thế của họ ở cái cổng trại giam cho thấy rằng là họ sẽ sẵn sàng đàn áp chúng tôi. À, dạ vâng, à, nếu như vậy thì chúng tôi thấy cũng có những lời kêu gọi tất cả những đồng bào ở Nghệ An, giáo dân ở Nghệ An hãy đến trước trại giam để mà đồng hành cùng với anh Trần Huỳnh Duy Thức cũng như là đấu tranh để đòi hỏi cái trại giam này đáp ứng những cái yêu cầu của anh Thức. Thì liệu khi mà mọi người đến thì chị sẽ dự định cái chuyện gì nó sẽ xảy ra? Điều này thì tôi cũng chưa chưa tôi xin lỗi, chỗ này nó ồn ào quá. Điều này thì tôi cũng chưa 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 hình dung được ra là họ sẽ phản ứng như thế nào, nhưng mà tôi nghĩ rằng là cái thái độ của nhà cầm quyền gần đây cho thấy là họ luôn sẵn sàng đàn áp kể cả đẫm máu. Nhưng mà nếu như nhân dân mình đoàn kết nhau lại thì có thể sẽ có những cái hiệu quả. Bây giờ chỉ mong sao nhân dân mình đoàn kết được lại với nhau, cùng lên tiếng, và đặc biệt là bây giờ phải cứu lấy tính mạng của anh Trần Huỳnh Duy Thức. Dạ đúng như vậy, có lẽ như là họ đang cố tình để làm cho anh Thức bị mất sức khỏe. Anh Thức ngày hôm nay thì giống như chị nói đã tuyên tính dự định là tuyên bố tuyệt thực, nhưng mà có vẻ như họ cố tình. Điều này cũng cho thấy, chúng ta thấy là họ đã cố tình để mà chọc tức cho anh Thức, để anh Thức không có ngưng tuyệt thực. Cũng thật là khó nói là bây giờ phải làm sao. Thì chúng tôi luôn luôn tôn trọng những cái quyết định của anh Trần Huỳnh Duy Thức. Anh là người biết rõ nhất là anh cần phải làm gì. Chúng ta bên ngoài thì chỉ có một cách là đồng hành cùng với anh mà thôi. Không biết là tiếp Vâng. theo đây, hy vọng là tất cả những người nghe chương trình này cũng như là nhân dân trong nước của chúng ta không có sợ những cái áp bức của họ và đồng lòng đứng lên
để mà đấu tranh cho cái sự tự do của mình, thì cái đó mới thì có thể thành hiện thực. Tụi mình tin rằng, thưa chị Hạnh, tụi mình tin rằng thì càng áp bức thì nhân dân càng phẫn uất và cái sự đấu tranh nó càng mạnh mẽ hơn. Không biết là chị Thúy Hạnh có nghĩ như vậy không? Tôi nghĩ như vậy đấy. Trước kia những cái án tù từ trước cùng một cái mức cùng một cái khung như vậy, thì nếu như ngày trước kia án tù là 3 năm thì bây giờ phải lên đến 10 năm. Nhưng mà những cái người đấu tranh, số lượng người đấu tranh ngày càng tăng lên chứ có giảm đi đâu. Mặc dù là án tù nặng gấp 3 lần cùng cái khung đấy của những năm về trước. Tôi nghĩ là càng đàn áp mạnh thì càng nhiều người đứng lên. Và càng càng bắt bỏ tù nhiều thì càng có nhiều người tham gia phong trào đấu tranh, bởi vì ít nhất là bắt một người thì sẽ có thêm cả một gia đình những người đấy đứng vào trong phong trào đấu tranh. Dạ đúng rồi, chính xác là như vậy. Gia đình luôn luôn đồng hành với anh Trần Huỳnh Di Thức cũng như những gia đình của các tù nhân lương tâm khác. Từ mình thấy thì họ luôn luôn đồng hành với người thân của mình. Thưa chị, thì được biết là trại giam số 6 rất là cai nghiệt hơn so với những trại giam khác. Chị có nghe phản ánh về cái điều này không thưa chị? Trại giam số 6, tôi thấy thì nếu mà nói về cái sự đàn áp khốc liệt thì trại giam nào cũng có, nhưng mà nghe đến trại giam số 6 thì đúng là mọi người cũng thấy nó gai gai người. Và trước kia chúng tôi cũng đã đến đồng hành cùng với gia đình anh Điếu Cày khi anh Điếu Cày tuyệt thực. Hôm đấy hình như là ngày thứ 29 hay là ngày thứ 28 gì. Ngày đấy gia đình anh Điếu Cày cũng bị người ta làm khó khi mà được gặp anh trong cái tình trạng anh đang tuyệt thực. Và chúng tôi cũng bị họ, những cái người đến đồng hành ấy cũng bị đe dọa. Và nhiều những cái trường hợp khác cũng cả bác Nguyễn Xuân Nghĩa nữa, nhiều người ở trại giam số từng ở trại giam số 6 và từng đã phải chịu những cái sự đàn áp, những cái sự đối xử không, trước đấy nữa là có Cú Huỳ Vũ cũng tuyệt thực, cái sự đối xử bất công ở trong 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 nhà tù thì ở trại giam số 6 thì hay được nói đến hơn. Có phải là những cái người tù nhân lương tâm rất là đặc biệt, những tù nhân chính trị thì được chuyển vào cái trại giam này không phải không thưa chị? Thực ra cả trại giam số 6 và trại giam còn trại giam số 5 nữa. Hai trại giam đấy thì hay được nói đến nhiều hơn về cái mức độ khắc nghiệt. Và Một không con những vậy mà những cái nơi đấy đi thăm nuôi cũng xa xôi. À, dạ vâng, chúng tôi thấy thì họ chuyển người ở trong Nam thì ra Bắc, mà người Bắc thì lại vào Nam để mà giam, người miền Trung thì giờ lại chuyển lên Tây Nguyên để mà tạo cái sự khó khăn cho gia đình, cũng như đánh vào cái tình hình kinh tế của những người thân khi mà phải đi thăm nuôi hàng tháng đối với những bản tù quá dài 10 năm và trên 10 năm. Thưa chị Thúy Hạnh, thì một câu hỏi riêng tư, từng mình thấy có nhiều người hỏi rằng chị Nguyễn Thị Thúy Hạnh là ai. Từng mình thì biết chị là một người hoạt động rất là mạnh mẽ trong phong trào, chị là cũng là vận động cho cái quỹ 50.000 đồng để mà giúp cho những người tù nhân lương tâm. Chị có thể giới thiệu một chút xíu về chị được không? Thực ra là tôi sinh ra lớn lên ở chế độ cộng sản, nên là đến tận năm 2000 tôi bắt đầu đi biểu tình chống Trung Quốc từ năm 2007, nhưng mà đến tận năm 2011 tôi mới biết sự thật về cộng sản. Còn trước đấy cũng giống như những người miền Bắc khác lớn lên ở được học hành lớn lên ở chế độ cộng sản thì tôi yêu Đảng cộng sản. Và cho đến năm 2011 thì tôi đi biểu tình chống Trung Quốc bị bắt bớ, lúc đấy tôi mới bắt đầu tìm hiểu đến Internet và tôi mới ngỡ ngàng nhận ra là mình đã bị nhồi sọ, nói đúng ra là bị nhồi sọ. Và tôi cũng ngỡ ngàng nhận ra rằng Đảng Cộng sản Việt Nam, tất cả những sự bản chất của họ hoàn toàn ngược lại với tất cả những gì mà họ tuyên truyền tự ngợi ca về mình.
bản chất của họ hoàn toàn ngược lại, và tôi không đồng tình với cái sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, đặc biệt là cái việc lệ thuộc vào Trung Quốc. Và trong cái việc tôi đi đấu tranh thì tôi kiên quyết nhất vẫn là cái việc chống lại cái việc lệ thuộc vào Trung Quốc. Nhưng mà từ đấy thì tôi mới thấy những cái bất công khác ở trong xã hội, và tôi cùng với mọi người tham gia lên tiếng phản biện. Và khi mà đi đồng hành cùng với mọi người, xuống đường cùng mọi người, sát vai cùng mọi người, thì tôi thấy những người bạn của tôi lần lượt phải vào tù. Và khi mà chỉ là những người đấu tranh thôi, những người đi xuống đường biểu tình thôi, mà còn bị sách nhiễu, còn bị yêu cầu công ty đuổi khỏi chỗ làm việc, yêu cầu nhà trọ không cho thuê nhà, đấy chỉ là những người đi xuống đường biểu tình bình thường thôi còn bị như vậy. Những là nữa là những cái người phải đi tù, những người phải đi tù không những họ đã bị tước đoạt cái quyền tự do của con người, mà họ còn, gia đình họ còn bị o ép, bị khống chế, bị chặn cái đường làm ăn kinh tế sinh sống. Cho nên là những cái người đấy là những cái người gia đình, không những là gia đình họ bị mất một cái nguồn, cái người lao động, mà lại còn phải hàng tháng phải bỏ ra một khoản tiền không nhỏ để đi thăm nuôi nữa. Nên là đấy là những cái người mà vô cùng thiệt thòi. Cái sự hy sinh của họ vì xã hội rất lớn, nhưng mà bản thân họ lại phải chịu những cái thiệt thòi, và gia đình họ rất là khó khăn, rất nghèo khổ. Nên là tôi nghĩ là tôi muốn là huy động cái số đông đồng bào mình ở trong nước, mỗi người góp 50.000 để thể hiện cái sự tri ân, sự chia sẻ cả về vật chất cũng như tinh thần. Đông người, mỗi người 50.000 nhưng đông người thì nó sẽ thành một khoản tiền nhiều lớn, để có thể chia sẻ phần nào cái sự khó khăn với gia đình những tù nhân lương tâm, những người cựu tù nhân lương tâm và những người đi đấu tranh mà bị đàn áp, bị đánh đập, bị tịch thu tài sản. Và đồng thời cũng là cái sự chia sẻ về tinh thần rằng họ không cô đơn, họ luôn có những cái đồng bào quan tâm, chia sẻ, đồng hành cùng với họ. Đấy là cái mục tiêu của cái quỹ 50k, 50k có nghĩa là 50.000 đồng của tôi. À, thưa chị Thúy Hạnh, đó chính là một cái điều mà Cộng sản Việt Nam luôn luôn đặt cho những người đấu tranh, là họ sử dụng cái chiến thuật là bao vây kinh tế để cho không có thực thì làm sao mà vượt được đạo. Tuy nhiên thì chúng tôi được biết đến cái quỹ 500.000 đồng của chị Thúy Hạnh cũng đã lâu rồi. Tuy nhiên Quỹ 50.000 đồng. dạ quỹ 50.000 đồng của chị Thúy Hạnh lâu rồi. Tuy nhiên thì cho tụi mình hỏi là cái quỹ này có nhận được sự hỗ trợ của người trong nước hay không, và người người trong nước với người ngoài nước thì bên nào đóng góp được tốt hơn thưa chị? Khi tôi bắt đầu khởi động quỹ 50k thì là người ngoài nước đóng góp nhiều hơn. Nhưng sau đấy thì có một điều rất là đặc biệt là những người mà góp tiền cho quỹ 50k của tôi bây giờ là những học sinh, những người đi bán bánh mì, những người vé số, bán vé số, những người hưu trí, rồi cả những người giàu có nhưng mà người ta không vô cảm, người ta giàu có nhưng người ta vẫn đau đáu cái vận mệnh của dân tộc. Đấy là những người đang ở trong nước và họ họ bây giờ cái sự đóng góp của người trong nước có thể nói là ngang bằng hoặc là nhiều hơn đóng góp của đồng bào hải ngoại. Và có những người cố định hàng tháng đóng vào quỹ của tôi một phần của lương, mấy ngày lương hoặc là một phần trong đồng lương rất là ít ỏi của họ. Đấy là điều làm cho tôi rất cảm động. Có những người dành dụm được một chút tiền thôi, 100 nghìn, 200 nghìn cũng cũng rất là tâm huyết, trân trọng gửi vào cái quỹ 50k. Nên tôi vẫn nói là tôi trân trọng từng đồng 50.000 mà đồng bào góp vào, bởi vì nó là mồ hôi, nó là tâm huyết của đồng bào mình, nó là một cánh tay giơ lên để ủng hộ trong phong trào đấu tranh dân chủ, nó là một bước chân bước ra khỏi cái nỗi sợ hãi của những người dân của mình, bởi vì đóng nhiều thì người ta sợ hoặc người ta cũng không có tiền.
người ta mặc cảm không có nhiều tiền để gửi vào, đã gọi là ủng hộ thì phải 1 triệu 2 triệu, người ta có nỗi mặc cảm những người mà ít, những người nghèo ấy. Nhưng mà khi mà tôi, cái quỹ của tôi là quỹ 50k thì người ta đóng 50.000 người ta cảm thấy thoải mái, nhưng cũng có người có thể là đóng được nhiều hơn 50.000 nhưng người ta sợ, sợ là khi mà đóng vào thế này thì sẽ bị an ninh đến sách nhiễu họ. Thì 50.000 là một con số rất nhỏ để cho họ không phải sợ hãi như thế, và khi họ đã đóng được tiền vào rồi thì họ thấy vui vẻ và họ cái nỗi sợ hãi đấy nó cũng ít đi. Nên tôi nói là thêm 1 đồng, 50.000 đồng là thêm một cánh tay giơ lên, là thêm một cái bước chân bước ra khỏi cái nỗi sợ hãi, cái vòng sợ hãi, nó là như vậy. Và bây giờ tôi có thể rất là, tôi có thể khẳng định là người trong nước bây giờ đóng rất nhiều ạ. À, một cái điều rất là vui khi mà nghe được tin chị Nguyễn Thị Thúy Hạnh nói lên điều này, không phải để so sánh ở Việt Nam hay ở hải ngoại ai đóng góp nhiều hơn, nhưng mà cái điều đó cho thấy là người Việt Nam bây giờ họ bắt đầu họ quan tâm đến cái tình hình chính trị trong nước, cũng như quan tâm tới những người vì họ mà đã đấu tranh, chịu tù đày, chịu đàn áp và chịu những thiệt thòi rất là lớn. Đó là cái điều, cái tín hiệu rất là đáng mừng mà Tường Minh muốn nhắc đến để cho chúng ta cũng có một cái niềm tin. Cảm ơn chị Thúy Hạnh. Tường Minh biết là chị cũng rất là vất vả. Tất cả ai trong đúng chúng ta, kể cả những người ở hải ngoại, khi mà đứng ra thành lập những cái quỹ này, những cái quỹ nọ, ai cũng rất là ngại ngùng, bởi vì khi mà dính dáng tới tiền bạc, thưa chị Hạnh, thì rất là nhiều điều tiếng và không ai muốn dính vào cả. Chị là một người cũng rất là mạnh mẽ, rất là thương yêu những người tù nhân lương tâm và gia đình của họ, nên đã dám đứng ra để mà đứng mũi chịu sào trong cái vấn đề này. Tuy nhiên thì một câu hỏi cuối thôi là làm thế nào để mà mình phân chia cái quỹ này cho tất cả những người tù nhân lương tâm cũng như gia đình của họ, mình sẽ phân chia như thế nào thưa chị? Cái quan điểm của tôi khi mà từ khi thành lập cái quỹ cho đến bây giờ là tôi muốn phân chia cái quỹ này sẽ đến tới những tù nhân lương tâm ít được biết đến và gặp hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Bởi vì có những tù nhân lương tâm rất nổi tiếng thì được nhiều người biết đến, thì nhiều người chia sẻ, nhưng có những người sự cậu đóng góp của họ vẫn lớn, án rất lớn và án tù của họ cũng rất cao, nhưng họ lại ít được biết đến. Cho nên gia đình của họ ít nhận được sự chia sẻ, thì tôi quan tâm đến những người như vậy hơn. Còn những gia đình mà nghĩa là đối tượng, những cái người, cái đối tượng mà để tôi, cái quỹ 5K chia sẻ là những tù nhân lương tâm ít được biết đến, gặp hoàn cảnh khó khăn. Còn những cái, những tù nhân lương tâm khác thì quỹ cũng chia sẻ nhưng mà ít hơn là những người khó khăn và ít được biết đến. Dạ, Tường Minh hoàn toàn đồng ý với chị Thúy Hạnh về cái vấn đề này. Có rất nhiều người rất là được biết đến ở hải ngoại, thì người ta sẽ gửi thẳng cho những người này. Tuy nhiên thì chúng tôi không thể biết hết được những người đấu tranh ở trong nước. Thành ra chính ra chị Hạnh đứng ra để điều phối cho những người không có được nhiều người biết đến này rất là điều rất là tốt. Tường Minh sẽ quay lại với chị Nguyễn Thúy Hạnh để bàn thêm về cái quỹ của chị dành cho những người tù nhân lương tâm trong lần sau. Được biết thì bây giờ chị cũng đang là bữa cơm tối. Xin cảm ơn chị rất là nhiều. Để cho chị trở lại với bữa cơm của chị. Cảm ơn chị Thúy Hạnh. Hẹn gặp lại chị lần sau nhé. Xin cảm ơn về cuộc nói chuyện hôm nay ạ. Dạ vâng, xin chào chị và chúc cho quý anh chị thượng lộ bình an và có sức khỏe tốt, cũng như là luôn luôn kiên định trên con đường đấu tranh của mình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý anh chị trong những chương trình lần sau.